kia đâu, em ở dưới biển nè. Ờ thì rửa map đi. Hero cổng trước. Ờ thấy em rồi. Cái thằng ở trời biển thấy chị. À đây đây đây, giữ bếp. À đây đây. Hai pallet. Hai pallet đó, đứa nào đấy? Hồi sĩ. Ờ sao hụt vậy? Chị đã nói được hết nữa là còn chưa chết á. Thôi chị quay lại uống ung thư đi chị. Ung thư sau lưng ấy. Ôi ủa sao chém hụt hoài vậy? Em cũng không biết nữa. Nãy giờ chém con đó nó khó vậy. Chị chém hồi sĩ đúng không? Ừ. Em chém hồi sĩ bè phát hụt hết bè phát. Đúng rồi, chị chém hồi sĩ hụt sạch luôn ấy. Khó hiểu vậy. Ôi, bờ biển, à, treo vào bờ biển đông lắm, treo đây rồi. Ủa, thằng họa sĩ nó bay đi đâu rồi? Ủa em ơi, chị mất dấu thằng họa sĩ rồi. Ôi đây nè, em đâu? Thấy thợ vườn nè. Nhưng mà họa sĩ mất dấu rồi. Mất thôi giờ sao? Nó giết thợ vườn đi. Ủa thằng họa sĩ nó bị cái gì ấy? Thằng họa sĩ nó kiểu như bóng ma ấy. Ờ. Ủa? Em dí nốt đi. Chị về, chị về ghế, chị về ghế. Về ghế. Ha, lắm người cứu thế. Nó đi vòng xa mà nó định đi vòng xa hay sao? Em đây nhà gỗ á. Nó đi chưa? Không đi được. Đây, em thấy họ sĩ rồi nè. Nhưng nó được heal rồi. Em phá vòng xa rồi hả? Chị bắt được con hương sư không? Hơi khó. Ở đâu? Thì lớn. Thôi, không sao, chị bắt được nó, em cứ ấy đi, em cứ... gì? Sốc. Tao cho mày bấm thư luôn. Hai đứa rồi. Chết hai đứa cùng bè máy. Là chị thấy như thế là ổn lắm rồi ạ. Đó, hai máy. Trời ơi. Nó giải máy gớm lắm luôn á. Team kiểu toàn những đứa giải máy nhanh ấy. Mua thuốc phát đã. Em mua đồng mua. Em thấy máy rồi. Máy thì kè. Ơ, con thằng con đốc tờ giữa map AFK kìa. Thử đi. Từ từ. À không, hết AFK rồi. Được. Có dí Luca không? Ờ, có đứa đang cứu đó chị, có đứa đang cứu nè. Cứu chủ tế á. Chồng lại cứu em.
Này này này, nó ở ngay cái cầu thang này. Cầu thang nào? Cầu thang ở ngay cổng, gần cổng. Ủa, nó xuống mất tiêu rồi. Ủa, em ơi, anh đưa xuống đó. Em xuống đi. Ủa. Cho anh em. Chủ tế ở dưới mà, chủ tế không lên. Là chị dám lên. Không có sáu mà. Trời ơi. Dí thằng hồ sĩ đó hát khó rồi. Thằng hồ sĩ nó chơi kiểu gì ấy. Ê có toi mơ chen đi cứu em ơi. Mà tầm này không cứu kịp đâu. Ui hai máy thiền cạn, chị ra thiền cạn nhá. Ơ, mày vẽ lộn tranh rồi con. Ừ, nó vẽ lộn tranh rồi. Ui máy xong. Chưa, máy chưa xong. Máy mới có 50 à. Ủa không nhìn thấy thằng Luca luôn á. Tàng hình vãi nổi. Mình không nhìn thấy bạn đâu, bạn không giật điện mình là mình không thấy bạn đâu. Học trước con Luca kìa. Tranh của chị, đang cái tranh của chị ở đây này. Chị chết rồi, hết rồi thôi. Không có tầm tranh à. Ờ mình cứ xem mình mà mắc gì mình không dùng cả. Dùng làm gì? Trang hồ sĩ kìa chị ơi. Ôi ôi xong kìa. Luôn chắc là máy pha em luôn. Cam hồ sĩ. Đang cam đây. Ở đâu vậy? Đây bên này. Chị dí em cam cho. Em coi đi, em cam đi chị dí cho. Tụi nó cổng sâu chị tele được cổng sâu tele. Chị có tele đâu. Mua xà beng kìa. Để em chạy ra đây còn tụi nó hàm. Hàm ở đây. Em thấy có tay không ở đây. Chạy nhanh thế. Thấy hàm rồi nha. Thấy tụi nó luôn rồi, tụi nó chị nhỏ. Mình có excitement luôn á. Có hai đứa ở nhà nhỏ hả? Hai đứa nhà nhỏ. Hình như nó mở cổng xong rồi sao á. Để chị ra coi, để chị ra coi cái cổng. Xong rồi. Ừ, xong rồi á. Thế giờ sao? Đâu có xây dấu tay nhà nhỏ nữa đâu. Cậy hầm à? Ở đâu đây? Nhà nhỏ. Nhưng mà không có dấu tay. Ra rồi, ra cổng rồi. Sao em không gọi, em không bảo nó ở cổng thì chị Hương ra. Chị vẫn tưởng nó quân ở nhà nhỏ. Ê đồ quần kia bùm băng. Đang đám nó xếp được đám được gì. Chị em chị Hương ra chỉ đánh băng nó vào được ấy. Ôi kệ đi. Ở trận 2 này thì rank map nhà thờ. Trận này có bạn SOBC. Mình có sâu cái bảng nhân cách mình dùng cho Madame đấy. Hầu như mình sẽ dùng cho Madame tất cả các trận là cái bảng đấy. Cái nhánh mà tăng tốc độ khi xách bóng ấy. Nếu mà mọi người không cộng nhánh đấy thì mọi người cộng sang cái nhánh stack hoảng sợ khi mà có một người bị thương ấy. Ngày trước thì khi mình support ở thắm đỏ mình hay đi ra tường độ 2. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình chơi Madame thì mình sẽ đi ra nghĩa địa. Tại vì thường là nghĩa địa chắc chắn có người mà người ta giải máy ở trong cái máy nghĩa địa luôn thì sẽ không có team khi mà mình đặt gương từ bên ngoài nghĩa địa như thế. Thì mọi người có thể tham khảo nếu mọi người thử bắt kiểu đấy xem nó nhanh hơn không. Ôi gương này mình đặt lỗi. Gương này là gương văn táp và nó bị lỗi mọi người ạ. Bình thường thì mình sẽ phải đặt gương song song với cái sát cái kia cơ, sát cái tường ấy. Nhưng mà này mình chủ quan nên mình đặt gương one tap và nó lỗi. Với gương one tap dễ bị lỗi lắm. Giọng mình thì có đang hơi kiểu nghẹt mũi một tí vì mình đang bị nghẹt mũi. Mình đang hơi ốm một chút. Nên là nếu mọi người nghe không rõ thì cũng thông cảm nha. Rồi xong rồi em băng mơ luôn ạ.
năm mới có BC đấy, nhìn được mặt rồi thì kiểu gì tí nữa em chàng có hòm cho xem. Mai ngồi trên công ty mình hát xì cả buổi, hát xì với sụt xì luôn, kiểu đang chờ thời tiết lạnh các thứ á kìa. Đang thời tiết lạnh rồi, tuần này mình có bị bệnh nữa, phải uống thuốc. Ôi, đoạn này mình bị cứu không mất máu và cũng không lấy được hit bên em mơ. Và sau khi mình bệnh của mình thì cũng nhẹ thôi, nhưng mà kiểu là phải uống thuốc á, với lại có khả năng bị tái phát, cho nên là bác sĩ khuyên là uống nhiều nước và thì nó sẽ đỡ. Và mình kiểu mình là một đứa lười uống nước á mọi người, một ngày mình uống nước ít cực kỳ luôn á, từ khi là kiểu uống trà sữa ra, chứ còn mình uống nước ít lắm. Và mùa đông thì lại càng uống nước ít nữa, nên là nó dễ sinh bệnh ra. Nên là mọi người nếu mà sợ bệnh tật thì mình khuyên chân thành là nên siêng uống nước nha. Thật sự là nên siêng uống nước, tại vì uống nước là cái mà dễ nhất và đơn giản nhất giúp chúng ta khỏe mạnh luôn á. Nó chỉ là uống nước thôi, cứ kiểu 5-10 phút các bạn để cốc nước, 5-10 phút các bạn uống một ngụm. Bây giờ mình phải như thế, 5-10 phút uống một ngụm. Không uống nhiều đâu, một lần uống nhiều không chịu được. Uống một ngụm thôi, cứ kiểu 5-10 phút uống một ngụm. Cứ thế, một ngày uống được tầm khoảng 1,5-2 lít là ngon. Nói chung là cũng tùy vào thể trạng, kiểu cân nặng của từng người để mà uống nước, chứ không phải là ai uống 2 lít một ngày. 2 lít thì là chỉ số kiểu mà người ta nói theo lý thuyết là thế, nhưng mà không phải là ai uống 2 lít. Mình thì khá là gầy, cho nên là hôm trước mình có xem cái bảng chỉ số thì chắc mình chỉ uống tầm 6-8 thôi. Nhưng mà mình chả có ngày nào mình uống được một đáy nước cả. Ngày mình uống được 2 cốc nước là nhiều lắm rồi á. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, bây giờ mình phải chấp nhận là mình phải siêng uống nước, bởi vì uống nước là cách đơn giản nhất giúp mình khỏe mạnh ý. Thật sự thôi. À, còn một cái nữa đó là không nên thức khuya. Tính ra thì từ hồi sinh viên mình thức rất khuya. Hồi sinh viên nhiều hôm mình thức đến 3-4 giờ sáng liền. Nhưng mà bây giờ khoảng tầm từ 25 tuổi đổ đi là mình kiểu người ta gọi là già rồi đấy mọi người. Là mình rất là mệt nếu mình phải thức khuya hoặc là thức qua đêm. Có việc thức qua đêm hoặc là phải thức khuya là mình rất là mệt, vì ngày mình phải đi làm các kiểu nữa. Cho nên là thường thường là mình sẽ đi ngủ lúc 12 giờ. Nhưng mà mình bị một cái là khó ngủ. Mình không biết là có nhiều bạn giống mình không, nhưng mà hình như là càng già là kiểu càng khó ngủ ấy. Tức là ví dụ như có những hôm mình đi nằm từ lúc 10 giờ 11 giờ chẳng hạn, nhưng mà nằm bấm điện thoại một lúc các thứ nhìn đồng hồ phát này 1 giờ sáng rồi mà vẫn chưa ngủ được. Tức là kiểu không thể nào mà buồn ngủ được. Nhưng thế là có kiểu có những hôm kiểu mọi người bảo là do bấm điện thoại nên không ngủ được đúng không? Ok, kiểu mình cũng bỏ điện thoại ra, mình đi nằm, mình nằm từ rất sớm, nhưng mà kiểu bản thân vẫn bị kiểu khó ngủ ấy. Tức là kiểu bản chất mình đã bị khó ngủ rồi. Hồi trước cũng có uống trà hoa cúc các thể loại nhưng mà không xi nhê, vẫn khó ngủ thôi. Nên là trong cách thức cũng tốt nhất chỉ là kiểu thư giãn trước khi đi ngủ, và lúc trước khi ngủ đi không cầm điện thoại, không bấm, không chơi game. Nhưng mà khó lắm mọi người ạ, khó lắm. Chỉ có cách tốt nhất là đi nằm từ sớm, đi nằm tầm 9 giờ, bấm điện thoại đến tầm 2 tiếng, 11 giờ là chán lắm rồi, đi ngủ thôi. Nhưng mà nếu mà 9 giờ mình đi ngủ, mình bắt đầu đi nằm thì mình không làm được cái gì cả. Kiểu tính thoảng ban đêm thì mình hay ngồi edit video này, mình hay làm thêm vài việc lung tung á, kiểu xem YouTube các kiểu. Thì... bách về là không cứu à? Nói chung là mọi người còn trẻ thì mọi người còn khỏe. Kiểu các bạn chỉ tầm khoảng ôi giời không cứu rồi. Mấy bạn tầm khoảng bây giờ chắc khoảng tầm 2k đổ về sau thì đang còn trẻ lắm. Nên là nhiều khi mọi người thật sự là càng trẻ thì mọi người kiểu càng chủ quan về sức khỏe của mình ấy. Nhưng mà tức là những cái hành động mà lúc trẻ mọi người làm rất nhiều, ví dụ như thức khuya. Cái thức khuya là mình thấy hầu như là người trẻ ảnh thức khuya luôn á, kiểu cảm thấy không ngủ được á, kiểu cứ nhất là hồi cấp 3 rồi sinh viên, kiểu thức khuya vừa để học bài mà thức khuya làm lung tung các thứ. Thì mình thấy mọi người ôi rồi program kiểu này chết rồi, thấy mọi
cứu sức khỏe rất nhiều nhưng mà nó để lại hậu quả rất nặng nếu về lâu về dài. Nên nếu mà xem được video này và các bạn muốn mạnh khỏe thì đây là một cái chia sẻ của mình trong thời điểm hiện tại. Mình cảm thấy mệt mỏi vì bệnh. Đây là còn bệnh nhẹ thôi nha. Bệnh nhẹ mà nó đã khó chịu rồi. Nhưng mà những người kiểu mà bệnh nặng thì đúng là họ sẽ cảm thấy đau các thứ nữa, còn khó chịu hơn nhiều nữa. Nhưng khuyên chân thành là mọi người luyện tập cái thói quen sinh hoạt một cách điều độ, ăn uống hợp lý, không thức khuya, uống nhiều nước. Mọi người sẽ có một cuộc sống healthy, một sức khỏe gọi là dẻo dai, các thứ. Ngày xưa mình hồi đại học mình còn đi tập võ cơ. Ôi giời, giật điện gì đấy. Mình còn tập võ cơ. Nhưng mà giờ thì thôi rồi, lười lắm. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Bye bye. Và chúc mọi người khỏe mạnh, luôn khỏe mạnh.